Hello, chào ông bà cô chú anh chị em và các bạn đã trở lại với kênh Cường Tina Florida TV. Thì cả nhà ơi, hôm qua ăn cái con cá kho mắm rồi còn cái đầu thì bữa nay Tina lấy cái đầu nó với cái đuôi Tina nấu khóm nha cả nhà. Nấu chua với khóm, cà với cần. Tina có mấy trái cà chua còn lại đây. Lấy ra mình nấu. Rồi cầm thời luộc thêm cái trái bí. Anh Cường hôm nay anh đòi ăn cái trái bí này nè, anh nói ăn nó tốt, anh thích trái bí sợi nè cả nhà. Rồi thì nè có mua được mấy trái chuối của Mỹ. Trái này kêu là trái lăng thiên. Rồi mình nấu thêm vô mình ăn. Ok, bây giờ Tina nè bắt tay vô cái nồi khóm nấu chua với đầu cá nha cả nhà. Ok, bây giờ bắt đầu thôi. Bây giờ cái nồi khóm sôi nãy giờ, giờ Tina nè thả cá vô nha cả nhà. Cá ngon quá. Cái thịt cá nó kho mắm ngon lắm cả nhà ơi, ăn ngon rồi. Còn chừa cái đầu lại, hôm nay mình nấu chua với khóm với cần. Đây. Rồi xong. Chờ cho nó chín nữa thôi. Cả nhà ơi, bây giờ cá chín rồi. Thì nào thả cần với cà chua vô nha. Đó. Nhè nhèo hồi bể cá. Hồi xưa bà ngoại dạy thì là nấu là phải vớt cá ra rồi mới bỏ vô. Nhưng mà thôi giờ để đây bỏ vô luôn cho nó tiện cả nhà ơi. Tới thời thì na chế ra. Mình để vậy mình cá chín rồi thả vô nấu luôn. Mình vớt cho nó khéo khéo thôi đừng cho nó bể. Bây giờ xong rồi thì na bỏ thêm ít hành. Với cái lá ngò ôm vô cho nó thơm. Ngon quá cả nhà ơi. Rồi nhắc xuống chuẩn bị ăn cơm thôi cả nhà ơi. Chào ông bà cô chú anh chị em và các bạn nha. Bây giờ đồ ăn xong rồi, mời ông bà cô chú anh chị em và các bạn dùng đồ ăn sáng với Cường và Tina nha. Hôm nay là mình nấu canh chua này để cho ăn trưa cả nhà. Còn giờ mình ăn sáng, mời ông bà cô chú ăn cái món bí giờ trước với Cường và Tina nha. Chào ông bà cô chú anh chị Dạ. em à, Đây. trở lại Cường và Tina. Mời Bây giờ mời ông bà cô chú dùng ông ăn bà cô sáng. chú. Canh chua ngon quá hả? Anh ăn canh chua trước, Tina ăn cái bí trước. Cả nhà, Tina mua mấy trái chuối luộc. Ngon. Cá này quá ngon luôn. Bí này cả nhà. Bí này bí sợi ngon ghê á. Ngon. Ăn sáng này là tuyệt vời luôn á cả nhà. Quá tuyệt vời. Quá. Anh để ngay chỗ này nè. Bây giờ nắng lên nè cả nhà. Nắng lên hơi cao rồi á. Ê, bí sợ. Cái bí này nó ngon vô cùng luôn á cả nhà. Khi nào thích lắm. Mình coi cái tin tức kìa. Sáng anh coi hả? Cái em coi Em ngồi. có coi đúng không? Đó. Không, em nghe, anh thấy anh ngồi anh coi em nghe. Sao? Cho anh coi cái loại cái đoạn nào. Thì ở Cali á. Ở thành phố Island Anh coi cái Passion Island. Passion Island. Cái vụ cướp xe phải không? Để kể cả nhà nghe. Cả nhà biết không,
cái cơ hồi sáng anh Cường anh mở anh coi á, cái Tina ngồi, Tina đứng, Tina nghe. Thì cái vụ cướp xe, hai chiếc xe rất là đắt tiền cả nhà, khi hai người bạn hẹn nhau đi lại cái Passion Island đó để mà mua sắm đồ đi dạo chơi cái khu đó là ở bên Cali cả nhà, thì nó cũng rất là sang, toàn là để cho những cái người giàu có để ta đi shopping bán đồ hiệu cả nhà chị, đó đó. Chị mất tiền cho em. À hả? Rồi với chiếc Ferrari. Ferrari. Dạ. Yeah. Wow. Thì có hai người bạn lái xe tới ngay chỗ đó đó để đậu xe lại, mà hẹn gặp nhau ở đó thì chiếc xe Rolls Royce trắng chạy tới trước. Thì chiếc xe Ferrari màu vàng thì hai người chạy tới sau sửa soạn ra thì sửa soạn bước ra thì gặp một cái nhóm khoảng 3-4 người lội cướp cả nhà. Họ là dí sờ vô đầu. Yeah. Là bắt phải là cướp với cả nhà, là lột đồ đưa cho người ta hết, nó định cướp chiếc xe màu trắng nhưng mà đồng nó cướp không được. Uh-huh. Bóp dí tiền đồ đưa ra hết cho nó. Nhưng mà ngược lại cái khu đó đó hồi xưa giờ rất là an ninh. Bây giờ sao nó tấn công tới chỗ đó? Cũng không an ninh lắm đâu. Lúc trước cũng có một vụ xảy ra chỗ đó rồi đó anh. Nó rất là an ninh nhưng mà không biết tụi cướp mà khi mà nó lên cơn nó mình cũng không biết làm sao. Nó dùng cái sờ nó ấy theo cả nhà, bị bể kính xe. Vậy Tina nói vậy, Tina tránh nói những cái điều nhạy cảm ở trên video nha cả nhà. Thì nó dối xe bị bể kính xe thì người ta chạy luôn cho tới một anh đó, anh chạy luôn cho tới cái cây xăng. Thì chạy vô kêu cây xăng nhờ người ta gọi điện báo cảnh sát giùm, ổng mới bị cướp. Và cái kiếng xe nó bể, nó cắt trên tay của ổng, thành ra nó bị vết thương cũng khá là nhiều vết. Cho nên thì khi cảnh sát trở lại thì cái chiếc xe kia thì đã bị cướp rồi, chiếc xe màu trắng Rolls Royce là bị cướp rồi. Còn người bạn thì bị mất đồ, còn ông kia thì đậu trở lại chỗ đó, đằng cây xăng. Cả nhà thấy dễ sợ chưa cả nhà? Bố rất tới. Gọi cảnh sát đồ tới để cảnh sát điều tra rồi đó cả nhà. Quá chừng cả nhà thấy là bây giờ nó dễ sợ chưa. Mà hồi trước á cả nhà biết không, mấy năm về trước thì có một cụ bà người New Zealand cũng đi qua đó chơi, lẫn đi shopping đó cả nhà. Mời cả nhà ăn miếng cá nha, cái hồng bông cá này ngon. Thì cũng có một vụ cướp, nó cướp của xong rồi nó bỏ nó chạy. Thì bà già vô tình sống, bà cụ 69 tuổi này đang đi shopping là bị tông. Dạ. Đấy, bây giờ cả nhà biết không? Bây giờ đi đâu á mà đi ra xe phải cẩn thận. Mà nói chứ, mình cẩn thận với cái người ngay thôi cả nhà. Và khi cái người gian á, người ta đã muốn cướp rồi thì mình phải chịu thôi cả nhà ơi. Chứ không có thể nào mà mình chống trả được họ hết á, mình chỉ là giảm thiểu cái nguy hiểm thôi. Mời cả nhà miếng chuối nha cả nhà. Chứ bây giờ thôi, như hôm vừa rồi, cách này hình như chắc hôm gần Tết Tây phải. Mấy chị Việt Nam mình á cả nhà, đi shopping là ở trong mall, nó chặn ngoài Bắc Kinh á cả nhà. Mấy chặn ngoài Bắc Kinh xe đi ngang là nó giật bóp. Bây giờ ai mà đi xe mắc tiền, sách bóp mà đắt tiền ốp hiệu á, đi là cũng cẩn thận đó cả nhà. Vậy ở cái mô mà ở dưới Orlando, cái mô đó mình không tiện nói tên chứ. Nó cũng có bị móc túi đó. Tí nè, mới bị bữa chủ nhật quên kể cho cả nhà nghe. Cái mò thôi. Tina mang cái vỏ bên vai á, mà đi không á nha cả nhà, mà anh Cường đi sau á, mà tới cái khúc đó ảnh đi sau đó không biết. Mà cái bóp của Tina là Tina kéo cái dây kéo đồ ngon lành đàng hoàng rồi cả nhà. Ngăn lát lên là hỏi anh ơi, anh kéo cái dây kéo của cái bóp ra. Ông nói trời, bóp đàn bà ai mà kéo làm chi, đâu có kéo bóp em chi. Cái bắt đầu dòm lại, nó kéo cái dây kéo ra cả nhà, mà cái ngăn đó Tina không có để gì hết. Mà thực tế khi Tina đi ra ngoài đường, Tina không có mang gì ngoài cái credit card thôi. Nó cần gì là Tina xài thẻ thôi, chứ Tina không có tiền mặt trong mình. Mà cả anh Cường cũng vậy nữa, tụi này đi ra ngoài xài thẻ không có xài bằng cái tiền mặt. Nhưng mà bữa đó hên đó cả nhà. Chứ nếu mà cái gì là nó định lấy, chắc nó mở ra, nó coi, nó dùng hai ngón á cả nhà.
hên là nó không có thọt tay vô nó lấy đồ. Nếu mà nó lấy đồ mà không có đó, không có cái gì á, nó cũng là thì vẫn thừa mình đó nha. Sao kỳ vậy? Tại vì mình không có lấy đồ cho nó lấy, nó thừa. Tại nó thừa mình. Phải có đồ trong đó cho nó lấy. Chứ mà nó lấy mà không có đồ, thôi nó lấy mà không có đồ á là nó thương mình đó. Và vui lắm, cả nhà nó vô nhà, cả nhà hang mà nó ăn trộm, mà nó cạy nóc nhà nó leo xuống mà nó té cái nó bị cái dao ở trong cái nhà bếp của mình, cả nhà đâm trúng cái mông nó. Đến chặn chủ nhà rồi hai đầu ra bắt nó, cảnh sát rồi bắt nó đem đi. Xong rồi sau khi đó thì cả chủ nhà phải ra tòa với nó vì tội là cái dao trong nhà của chủ nhà đã đâm trúng cái mông nó. Và bảo hiểm phải đền nữa cả nhà. Vui chưa cả nhà? Hay thiệt. Ok cả nhà ơi, bây giờ tới đây Cường và Tina dừng lại nha cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà những cái video kỳ kế tiếp. Cảm ơn cả nhà đã yêu thương theo dõi Cường và Tina. Bây giờ nắng nó lên cao quá cả nhà ơi. Giờ hai vợ chồng phải chạy. Ok, giờ chào tạm biệt cả nhà. Chúc cả nhà một ngày được mọi sự bình an và tốt đẹp. Và là luôn luôn theo dõi kênh của Cường Tina, đăng ký và chia sẻ giùm nhân cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bye bye. Bye cả nhà.